Ok, xin chào 200 anh em của Hùng. Chào mừng 200 anh em đã quay trở lại với kênh của mình Hùng Burger Series. Hôm nay là một buổi chiều của tháng 7 âm lịch nên là nó hơi vắng khách một chút. Thì nhờ cái cơ hội này thì mình làm một cái clip. Mình chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm về nghề, những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà mình học nghề trong 4 năm qua, trước và sau khi làm nghề. Ok, trước khi mà mình học xong cấp 3, nếu mà mình không nhớ không nhầm thì nó là năm 2012. Năm 2012 là mình học xong cấp 3. Thì ngày đấy thì mình cũng có cái sở thích nhen nhóm trong người rồi, là nghĩa là mình cũng thích cái nghề này rồi. Nhưng mà lúc đấy thì mình lại như bao bạn đồng trang lứa khác, thì mình đã quyết định đi học một cái trường cao đẳng. Nó về, nói chung là nó về một cái ngành điện. Nó không liên quan gì đến lĩnh vực nghệ thuật các thứ cả. Thì mình học trong học cái ngôi trường cao đẳng đấy 3 năm. Thì mình ra mình làm việc ở VNPT một thời gian. Thì trong gần một năm làm ở VNPT, mình thấy cuộc sống với lại cái công việc nó nhàm chán quá. Bởi vì mình chỉ ngồi một chỗ thôi, xong mình làm những cái thao tác như kiểu là một cái con robot thôi. Thế nên nó không đúng với lại cái sở thích của mình, nó không đúng với con người của mình. Thế nên mình từ bỏ. Và trong cái quá trình mà mình chuẩn bị mình từ bỏ cái công việc ở VNPT, thì là mình có lên mạng mình nghiên cứu xem nào những cái nghề nào mà sau này mình có thể làm chủ được bản thân, mình làm chủ được cái thời gian của mình, cũng như là làm cái sở thích của mình. Mình đã quyết định là mình chọn nghề tóc. Và cái đơn vị đầu tiên mà mình đặt chân đến mình học ấy, đó chính là cái học viện One Star. Học viện One Star, phải nói là ở đây học viện này rất là chuyên nghiệp, rất là, nói chung rất là bài bản. Nhưng mà tiếc thay là ba cái năm đấy nó lại là ba cái năm, những cái năm mình bắt đầu mình học One Star nó là năm 2016, tháng 9 2016, thì nó rơi đúng một 3 năm tam ta. Mình vừa học, vừa đăng ký học One Star đúng một tuần thì mình bị mất xe máy. Đấy, lúc đấy vừa mất xe máy, vừa không có việc làm. Thế nên cuối cùng mình lại phải bỏ giờ việc tóc. Mình đóng 15 triệu học đúng một tuần. 15 triệu học đúng một tuần. Không biết các bạn đã trải qua được cái giai đoạn này, có bạn nào rơi vào hoàn cảnh tương tự chưa thì không biết. Nhưng mà đúng là mình đóng 15 triệu mình học trong một tuần. Xong bắt đầu mình có quen một cái, mình thực ra là mình cái anh thợ đầu tiên ấy, người thầy đầu tiên, quên xin lỗi, người thầy đầu tiên lại là người thợ hợp với mình nhất, cắt cho mình quả đầu ưng ý nhất. Cho nên là ngay sau khi mà mình mất cái xe ấy, cộng với lại nghỉ học, lúc đấy là bảo lưu ở One Star, thì mình đã nói chuyện với cái anh thợ này, để anh thợ này tức là cái người thầy đầu tiên ấy, là mình xin anh ấy xem là anh có dạy không, anh có tuyển thợ phụ không. Và cũng rất là may lúc đấy anh đang làm một mình, thì mình nói chung là nó như một cái cơ duyên. Thế nên mình xin vào đấy, mình làm thợ phụ, không lương, không gì hết, không trợ cấp, không lương, không gì hết. Và cũng may là anh rất là tốt, anh không nhận học phí của mình. Và mình ngay vừa hôm sau mình bắt tay vào mình đi học luôn, đi học nghề tóc mình luôn. Thì lúc đó trong người chả còn gì, có mỗi một đứa bạn thân. Hiện tại thì nó đang ở trong Phú Quốc làm việc. Đấy, người bạn thân ấy giúp mình
nuôi mình cả một tháng trời, và mình còn mua cho mình một chiếc xe đạp. Lúc đấy mình bị mất xe máy rồi, mua cho mình một chiếc xe đạp. Đấy, mình suốt ngày lóc cóc từ Hồ Tùng Mậu đi ra Nguyễn Chí Thanh để học việc. Không biết là các bạn đã từng bao giờ trải qua được cái thời gian như vậy chưa? Đấy, đạp xe 6-7 cây số ngày nào thế, trời nắng như trời mưa đi hết, học trong 3 tháng. Ngày đấy mình học, bởi vì có một thầy một trò, nên là mình học đúng trong 3 tháng là mình đã cắt được rồi, cắt được những cái phong đầu ăn, rồi cắt các thứ là mình làm được rồi, đúng trong 3 tháng. Thì đến tháng thứ 5 hoạt động mình có khách quen. Mình chia sẻ ở đây là cái câu chuyện này nó là cái câu chuyện về cái quá trình học việc của mình. Đấy, xong một cái cơ duyên nữa ấy, thì sau khi mà mình học xong ở đấy 4 tháng ấy, thì mình có xin người thầy của mình. Người thầy đầu tiên thì mình bắt đầu mình đi phỏng vấn xin việc. Mình đi xin 3 môi trường, một chuyên nữ, một chuyên nam và nữ, và thứ ba là chuyên nam, và cuối cùng mình xin đến cái địa điểm là chuyên nam mình học, môi trường chuyên nam. Đó cũng chính là cái gia đình thứ hai của mình, đó chính là Hàn Châu. Đấy, khi mà đến Hàn Châu thì bắt đầu mình mới lại học được thêm nhiều thứ từ những anh em, từ người thầy thứ hai của mình, đó chính là anh Chiến, chủ cửa hàng của Hàn Châu, cũng coi như là người thầy thứ hai của mình. Trong cái quãng thời gian mà mình làm ở Hàn Châu, mình học và mình làm ở Hàn Châu, thì nó là một cái quãng thời gian rất là tuyệt vời. Mình có gắn bó ở Hàn Châu 3 năm. 3 năm, chính xác là 3 năm. Thì ở đây ấy, thì mình không những học được về tay nghề, mà mình còn học về cái cuộc sống, cũng như là các cái mối quan hệ. Mình có nhiều mối quan hệ hơn, mình có nhiều khách hàng hơn. Bởi vì ở đây ấy, là nó rất là đông khách, trước mà nó rất là đông khách. Và mình học được rất nhiều thứ từ cái môi trường này. Bởi vì nó là một môi trường tóc nam, chuyên tóc nam, nhưng mà môi trường truyền thống. Nó không phải là theo phong cách barber, nghĩa là nó vẫn có các cái kiểu đầu hiện đại, cổ điển, các thứ nó vẫn làm tất, nhưng mà nó là phong cách truyền thống. Bởi vì nó hướng tới là đa dạng khách hàng, tất cả các mọi cái lứa tuổi. Thì ở đây, một thời gian như vậy thì mình đã học được rất nhiều thứ. Từ cách cắt, từ cách đi lược, đi khung các thứ. Sau này của mình hiện tại, mình đã làm những cái clip mà cho anh em xem ấy, nó đều mang cái dáng dấp từ Hàn Châu ra. Bởi vì Hàn Châu nó như một ngôi nhà thứ hai của mình. Cái lúc mà vào Hàn Châu ấy, thì mình cũng xác định luôn là mình đến đấy để mình học thêm kiến thức. Và nói chung là lúc đấy mình chưa nghĩ đến tiền, mình chả nghĩ gì đến tiền, mặc dù lúc đấy cũng đã 24 tuổi rồi, 24 rưỡi. Lúc đấy chưa nghĩ gì đến tiền, lúc đấy chỉ nghĩ là mình sẽ phải học làm sao mà cho nó có một cái nghề thật là cứng cáp, thật là tốt. Thì lúc đấy mình có xin vào đấy, thì những cái ngày đầu ấy, mình chỉ ăn với lại ngồi nhìn thôi. Đấy, thì ăn với ngồi nhìn, mình để ý từng cái chi tiết dù là bé nhất của người thợ chính ở đấy, và người chủ quán đó chính là anh Chiến, người thầy thứ hai của mình ấy. Mình để ý từng cái chi tiết nhỏ nhặt nhất, thậm chí là từng cái vị khách của ai ấy, mình đều để ý hết. Và thí dụ như là cái người thầy chính hoặc là người thầy thứ hai anh Chiến ấy, mà anh ấy cắt xong ấy, là lập tức mình nhảy vào mình xin xả luôn, hoặc là mình cạo mặt cho khách hàng luôn. Bởi vì sao mình làm thế, và các bạn biết không,
Vì là bởi vì mình có những hành động thân thiện như thế thì người ta mới chia sẻ cho mình. Thí dụ anh người thầy hoặc người thợ chính, người ta sẽ thích mình, người ta quý mình và người ta chia sẻ cái kinh nghiệm này cho mình. Cái thứ hai ấy, là để làm quen khách hàng, biết đâu sau này người ta sẽ cho mình cắt, đó cũng chính là cái cơ hội để mình ví dụ mình được trải nghiệm, được cắt cho anh ấy, cắt cho khách đấy. Đấy, đấy nó là một cái cơ hội rất là quý giá. Mình nghĩ là các bạn mới vào nghề nên là làm cái cách đấy. Bước đầu tiên nhé, đấy là bị bước đầu tiên này Intertem gì cái lời đúc kết ấy, là mình có một số chia sẻ đối với này. Ví dụ đối với cái bạn nào mà đang có cái niềm hào hứng để mà đi theo cái nghề tóc nam hoặc đang hiện tại đang là học viên mới hoặc là những người mà anh em đang tay nghề yếu các thứ hoặc mà mình đang kiểu như là đang học việc hoặc là ấy đấy, thì đối với những cái bạn mà chuẩn bị vào hoặc là có cái sở thích này ấy, thì đầu tiên là mình phải nghĩ nghĩ kỹ đi, mình phải chắt lọc ra xem là mình thực sự là mình thích cái nghề này chưa, mình thực sự là đam mê nó chưa. Bởi vì ấy, khi mà học mình đã dấn thân vào học 3 năm rồi, nó sẽ có rất nhiều cái tác động bên ngoài giúp nó có thể là làm cho mình chán nản được, nhưng mà mình phải có cái niềm tin mà mình phải, nói chung là mình phải kiên trì nỗ lực đến cuối cùng. Còn các bạn mà đang học hoặc là học viên hoặc là những cái bạn tay nghề mà nó vẫn còn hơi yếu thì mình có lời khuyên như này: các bạn nên đi tìm một môi trường chuyên nghiệp, nên đi tìm một môi trường chuyên nghiệp. Nếu như mà không vào được môi trường chuyên nghiệp thì chúng ta phải tìm được cái người mà người ta cho ta cảm hứng, nghĩa là thứ nhất là cảm hứng để mà chúng ta học tập nó hăng say hơn, cái thứ hai là người ta cho ta cảm hứng về tay nghề. Bởi vì khi mà các bạn theo một người mà người ta có tay nghề cao thì lập tức bạn cũng sẽ có cái cảm hứng để mình làm những cái tác phẩm nó tốt hơn, đúng không ạ? Cái thứ hai ấy, là cái người người ta có cảm hứng thì người ta cho các bạn những cái động lực tuyệt vời, bạn có thể vượt qua mọi cái chướng ngại sau này đấy. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn mà theo những cái người mà người ta suốt ngày buồn phiền các thứ thì nó sẽ rất khó cho chúng ta sau này, bởi vì gương mực thì đen và đèn thì sáng đấy. Khép lại ở đây thế thôi, ok.